Thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Theo các đại biểu thì để tạo sự đột phá cho thành phố Hồ Chí Minh thì quan trọng cần thiết là cần phải thiết kế các chính sách thu hút đầu tư đủ mạnh, trong đó không thể không kể đến hình thức hợp tác công tư PPP. Trong buổi thảo luận tại tổ vào chiều nay thì nhiều ý kiến cho rằng cần phải mở rộng, đa dạng hóa thêm đối tượng, lĩnh vực được thực hiện hình thức PPP. Đồng thời, việc nhà nước bàn ra mặt bằng sạch là chính sách quan trọng để thu hút nhà đầu tư vào thành phố. Các đại biểu Quốc hội đồng tình với việc dự thảo đưa ra cơ chế PPP cho lĩnh vực thể thao, văn hóa. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng nên mở rộng thêm PPP sang cả các lĩnh vực khác như bảo tàng, danh lam thắng cảnh, di sản hay khoa học công nghệ. Cần phải quy định hợp tác công tư đối với cả lĩnh vực di sản, di tích. Để phát huy giá trị của di sản thì chúng ta cần có thêm kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau cho công tác duy tu bảo dưỡng cũng như là để phát huy tốt nhất cái giá trị của di sản. Đây thì cũng là cái kết luận và kiến nghị của Hội thảo Văn hóa năm 2022 do Quốc hội tổ chức. Tôi đánh giá rất cao cái việc là thành phố Hồ Chí Minh đã đưa các cái ngành liên quan đến thể thao và văn hóa vào trong cái danh mục này. Tuy nhiên thì trong cái tờ trình của chỗ chính phủ ấy thì lại ghi là loại trừ ra những cái di tích và di sản văn hóa. Thì cái này thì lại không đúng với lại tinh thần của chúng ta. Vì thực ra ấy, khi mà chúng ta định nghĩa cái di sản văn hóa nó gồm có di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể ấy. Mà trong cái di sản văn hóa vật thể ấy, nó gồm cả các cái danh lam thắng cảnh hay là các cái thậm chí là người ta có thể xếp các cái bảo tàng vào trong các cái di sản văn hóa này được. Từ thực tế khó thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương, các đại biểu kỳ vọng hình thức PPP với sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân sẽ giúp nâng cao hiệu quả cho các dự án văn hóa. Gần như là các cái nhà văn hóa ở một số tỉnh là đều gọi là bỏ hoang thì không đúng, nhưng mà đều cỏ mọc tùm. Vì sao lại như vậy? Vì thực tế là hiệu quả thu được, lợi nhuận thu được từ các công trình này không có, bản chất nó chỉ là công trình xã hội. Kể cả thu hút tới đầu tư 100 triệu, 100 tỷ cho một dự án thì đây cũng cả là một vấn đề lớn. Nên tôi đề nghị là thành phố cũng cần phải đánh giá một cách kỹ lưỡng về cái vấn đề này để làm sao có thể thu hút được các nhà đầu tư đủ năng lực, đủ kinh nghiệm và thực sự là họ mong muốn thực hiện đem lại cái hiệu quả của cái chính sách này. Một khó khăn muôn thuở của các dự án đầu tư là chậm giải phóng mặt bằng. Cơ chế đặc thù lần này đề xuất nhà nước sẽ tham gia và chịu các chi phí phát sinh để có thể bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Để làm như vậy, chính phủ đề xuất tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP lên đến 70% tổng mức đầu tư. Các đại biểu Quốc hội cho rằng đây là điểm quan trọng để hấp dẫn các nhà đầu tư. Cái dự án đầu tư mà nếu như cái tiền mà chi giải phóng mặt bằng ấy là cái tiền đấy nó không vào cái dự án phát triển, thực ra nó chỉ có tạo mặt bằng thôi. Và như vậy thì nếu như cái dự án đầu tư đấy mà cái lượng tiền giải phóng mặt bằng nó chiếm đến 60-70% rồi thì nhà nước có bỏ thêm 50% vốn vào đấy thì nhà đầu tư cũng chưa được cái gì cả, nhà đầu tư vẫn chưa có mặt bằng sạch để làm. Như vậy là người ta đã có tiền đồng tiền nào để mà đầu tư vào kinh doanh đâu đấy. Do vậy cho nên là tôi đề nghị như thế này, 50% là chỉ là cái phần sau khi trừ đi giải phóng mặt bằng đấy, chứ còn nếu như mà không trừ giải phóng mặt bằng thì như vậy là cái ông đầu tư nào vào khu vực mà mặt bằng nó sạch không giải phóng mặt bằng thì ông quá lợi, đúng không ạ? Những cái ông đầu tư vào khu vực mà có giải phóng mặt bằng thì rõ là rất thiệt hại. Các đại biểu cũng đồng tình với sửa đổi lần này là không quy định cụ thể tổng nguồn vốn được quy định trong dự án PPP. Thay vào đó, tổng nguồn vốn sẽ giao cho Hội đồng Nhân dân thành phố tự quyết.